Ta sẽ chơi một trò chơi có tên là Karaoke Bingo. Thì như các bạn thấy là ở trên đây thì có 49 ô. Thì tại tương vì số lượng thời gian có hạn nên là bọn mình có thể chọn ra tạm 49 cái trong ngày hôm nay thôi. Tiếp, nó giống kiểu Cagaro các bạn. Đó, là chơi đơn giản thế thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ hủy diệt chi nhỉ? Chi nhỉ? Đúng vậy, đúng vậy. Không ai có thể Ok. thắng được, đúng nhỉ? Thật là vĩnh cửu phải không? Mấy chiếc banh, mấy Đúng chiếc trứng chỉ là rồi. tạm thời thôi. Đừng bị Đúng vẻ đẹp rồi. làm mù mắt, đúng vậy. Mọi người Mấy nên năm tin gì sau thì nó thôi. sẽ